Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Học Cơ Khí. Hôm nay thì tiếp tục về nội dung về cánh tay robot bằng MATLAB. Hôm nay mình sẽ làm video này với nội dung là mình sẽ lắp ghép từng cái chi tiết, từng cái link, cái bay lại thành một cánh tay robot hoàn thiện và sẽ đặt hệ trục tọa độ cho những khớp, những mặt tự do đó. Thì video trước mình đã làm bảng DH rồi. Đây ha, thì trên cái mô hình mô phỏng cái tay bot của mình á, mình đã có ghi cái trục hệ trục tọa độ này ra ha, như z0, z1, z2, z3, z4. Hôm nay á, mình sẽ tiến hành, mình sẽ lắp ghép con robot này lại và đặt hệ trục tọa độ đúng như hôm trước mình đã nói, giống như vậy luôn ha. Rồi, các bạn mở phần mềm Solid lên. Rồi mình tạo một file mới ha, mình chọn Assembly. Ok. Rồi. Mình sẽ chọn cái bay ra trước ha. Cái bay ra trước. Mới vào là nó mặc định ha. Rồi ok. Rồi sau đó mình tiếp tục mình chọn cái lệnh là Insert Component. Rồi mình sẽ chọn những chi tiết còn lại luôn, những cái link còn lại luôn. Link 1 nè, link 2 nè, link 3 nè, và link 4. Rồi mình sẽ mở hết luôn. Ok. Rồi. Ở đây á thì mình sẽ tiến hành lắp ghép nó lại. Lắp ghép nó lại ha, assembly nó lại. Rồi, mình chọn mesh. Rồi, trước hết là đồng tâm. Ok. Rồi sau đó là đồng mặt. Ok. Rồi tương tự như vậy cho những chi tiết tiếp theo. Rồi đây. Đồng tâm. Tâm này mình có thể mình đảo chiều nó lại đi ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo là đồng mặt. Tương tự như vậy ha. Chỗ này cũng như vậy luôn, cũng đồng tâm. Rồi đồng mặt. Ok. Đồng tâm với đồng mặt hết nha, có suy đàn hết. Rồi ok. Rồi coi như mình đã lắp xong robot này rồi ha. Rồi mình sẽ thể mình thử nè. Đó.
Rồi, ok. Sau khi các bạn lắp xong á thì các bạn sẽ tiến hành đặt hệ trục tọa độ cho từng cái link đó. Các bạn lưu ý nha, cái link nào á mà khớp xoay nó xoay thì mình mới đặt tọa độ cho cái link đó, còn chi tiết đứng im thì không đặt tọa độ. Ví dụ như chi tiết bay là chi tiết cố định nè, chi tiết đế á, cố định cho nên là nó không có xoay, không có di dịch, cho nên mình không có đặt hệ trục tọa độ cho cái chi tiết bay, mà mình bắt đầu đặt hệ trục tọa độ cho cái link. Ví dụ những link một thì trước đi. Rồi, link một. Ở đây á, thì mình đã có đặt cái hệ trục tọa độ sẵn rồi. Hệ trục tọa độ sẵn rồi ha. Đây, coordinate system này. Link một này thì cái chỗ quay quay tại tâm á thì chính là ngay cái tâm của cái đường tròn này. Đó, tâm đường tròn này. Thì để thực hiện được á, trước hết á thì các bạn phải tạo một sketch nè. Tạo một sketch trên mặt này. Trên mặt này tạo sketch á. Rồi các bạn chọn lệnh point. Lệnh point này nè. Các bạn chấm đúng vào góc tọa độ. Chấm đúng vào góc góc tọa độ ha. Góc tọa độ này sẽ đồng tâm với đường tròn này luôn rồi. Đúng vào đây rồi sau đó các bạn thoát kép ra. Rồi các bạn nhìn lên cái ô trên góc đây nè. Chọn chế độ là comment. Các bạn chỉ cần nhập như coordinate system COO là nó hiện ra cái lệnh này. Nó hiện ra cái lệnh này thì chọn á và nó hỏi nè. Thứ nhất á là điểm là góc tọa độ. Thứ hai á là 30 XYZ. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho bạn xem ha. Rồi mình sẽ tạm thời mình sẽ subreddit này đi ha. Subreddit luôn. Rồi như chi tiết của mình như thế này đây ha. Rồi trên mặt này mình sẽ tạo sketch mới và quay về hướng vuông góc. Rồi sau đó mình sẽ chọn lên point, mình sẽ chấm vô góc tọa độ này. Giờ mình sẽ thoát kết ra. Rồi mình sẽ nhập vô đây coordinate system co nó sẽ ra. Rồi điểm này chính là điểm tọa độ nè, point 1 nè, đó điểm của góc tọa độ luôn. Rồi thứ hai mình sẽ đặt trục. Đặt trục như thế nào? Rồi nhấn Ctrl 7 ha. Đó. Rồi hiện giờ trục của mình đang mặc định nè, giống như cái trục mặc định của Solid luôn. Mình sẽ xem nè. Cái link 1 của mình á, cái link 1 nè, trục Z hướng từ dưới đi lên ha. Và cái trục X0 này nó phải là hướng về cái chiều dài của cái link 1 đó. Vậy thì trước hết á, các bạn phải đặt trục Z0 từ dưới lên trên trước. Đây, mình chọn trục Z trước. Rồi từ dưới đi lên á thì các bạn chỉ cần chọn một cái đường line nào nó đồng hướng với cái trục Z. Đồng hướng với trục Z. Mình sẽ chọn cái đường thẳng này nè. Đó, nó đồng hướng. Rồi trước hết là cái trục Z nó từ dưới đi lên rồi đó. Các bạn thấy là cái màu xanh xanh này nè. Trục Z từ dưới đi lên nè. Nó sẽ phóng màn hình lên tí ha. Đó, trục Z từ dưới đi lên. Rồi trục X, mình chỉ quan tâm trục Z với trục X thôi ha. Trục X á là nó phải hướng về chiều dài của cái link đó. Tuy nhiên á, trục X này nó bị ngược rồi nè, nó bị hướng ngược lại rồi. Thì mình sẽ chọn là trục X nè. Mình sẽ kiếm một cái đường thẳng đồng hướng với trục X đó. Đường này đây. Rồi sau đó các bạn bấm mũi tên hai chiều để đảo chiều trục X đó lại. Đó, đây mình phóng to ra. Đây ha. Đó, trục X sẽ nằm nó hướng về, nó sẽ hướng về cái chiều dài của cánh tay đòn đó. Đó, hướng về đây nè. Khi các bạn đặt xong xuôi đó, các bạn bấm OK là tự động nó sẽ ra coordinate system. Đây chính là hệ trục tọa độ của mình đặt giống như đây luôn. Đó, thì tương tự như vậy, những chi tiết như link 2, link 3, link 4 cũng làm cách y chang vậy luôn ha.
Rồi mình sẽ subtract cái con đi tầm 2 đi. Đó, sketch 2 đi, mình sẽ bật lại con đi tầm 1. Đó. Rồi. Thì đây chính là cái cách dựng hệ trục tọa độ cho những cái link này. Thì tương tự như vậy cho những cái link tiếp theo. Đó. Ví dụ như tới link số 2. Link số 2 nè. Đây là số 2. Đó. Các bạn thấy nè. Trục Z nó sẽ hướng ra. Đó, trục Z hướng ra nè. Và trục X nó hướng vào cái chiều dài của cái link đó đó. Rồi trục Y nó đi đâu kệ nó. Đây ha, rõ ràng trục X hướng ra, trục Z hướng ra nè. Thì chi tiết nó quay ở chỗ nào thì mình chọn cái đường tròn tâm quay ở chỗ đó, như chi tiết này này quay nè, đó nó quay cho nên phải chọn đây, chứ ở đây là nói với chi tiết khác nó sẽ quay trên cái trụ này, cho nên mình không có đặt hệ trục tọa độ trên trụ này ha, đặt hệ trục trên tọa độ này. Thì tương tự như vậy, các bạn cứ suy nghĩ á, là cái link nào quay, chi tiết nào quay thì mình đặt hệ trục tọa độ lên cái chỗ đó rồi ha. Rồi khi các bạn đặt xong á, khi các bạn đặt đặt xong các hệ trục tọa độ rồi á, rồi ở đây mình đã chuẩn bị trước rồi ha, mình sẽ mở cho bạn xem. Khi các bạn đặt xong hệ trục tọa độ rồi, các bạn kiểm tra lại mình đặt xem ly rồi đúng như con robot này ha. Rồi mình kiểm tra mình đã làm xong các hệ trục tọa độ rồi, con đi tầm á làm xong rồi, mình sẽ kiểm tra lại xem coi là các hệ trục tọa độ nó cùng hướng với nhau chưa, nó cùng hướng với nhau chưa ha. Đây, quan trọng là những chi tiết liên như nè, đó trục Z hướng ra hết nè, hướng ra hướng ra hướng ra hướng ra đó. Rồi trục X nó phải là hướng về cái chiều dài của cái liên đó. Đây các bạn thấy nè, trục X nè nó sẽ hướng về cái chiều dài của cái liên này, chụp x bên đây nó hướng chiều dài của liên này, chụp x này nó hướng về chiều dài liên này đó, mũi cuối cùng mũi tôn thì đồng hướng. Thì mình đã lập được cái bảng DH này rồi, mình đã vẽ được cái này rồi, thì chắc chắn các bạn sẽ đặt cái này chụp tọa độ rất là dễ dàng ha. Đây đặt đúng như hôm trước mình nói. Bạn nên chú ý kỹ á, khi mình đặt xong, mình lắp ghép xong xuôi rồi, mình đặt hệ trục tọa độ rồi, mình phải kiểm tra lại nha, coi cái trục Z nó có cùng, tất cả các trục Z nó có cùng hướng với nhau không, và trục X nó có cùng hướng với nhau không. Đây ha, trục Z này cùng hướng nè. Đó, như vậy mình đã đặt đúng rồi. Rồi tiếp theo đây, mình sẽ tiến hành link những cái chi tiết này. Nhắc lại ha, mình sẽ link những chi tiết này qua phần mềm MATLAB. Trước khi link á thì các bạn nên tạo một file mới ngoài desktop đi. Tạo file mới ngoài desktop. Rồi mình mở desktop nè, mình tạo file mới. Folder ha. Rồi. Mình tạo folder. Sau đó mình sẽ đặt là ví dụ như là bây giờ là điều khiển cánh tay robot đi. Điều khiển cánh tay robot. Ok. Rồi. Khi bạn đặt xong rồi đó, các bạn hãy lưu lại. Rồi, mình sẽ lưu lại. Rồi, sau đó mình sẽ tiến hành, mình sẽ add thằng này qua MATLAB. Trước khi add á, các bạn kiểm tra phần ngặt in của mình lại. Coi coi, mình đã có tích vào cái syncat multibody link chưa? Nếu có rồi, thì mình sẽ tiến hành mở tool nè. Tool nha. Rồi, syncat multibody link, chọn export và chọn cái first generation 1G đó, chọn đó đi. Rồi sau đó nó hỏi bạn là nguyên con robot này sẽ đưa về đâu, đưa vào cái file nào. Hôm nãy á, trên desktop mình đã tạo file mới rồi, cái folder mới. Đây cái folder là điều khiển cánh tay robot, chọn cái folder này, chọn save. Rồi
Các bạn sẽ tiến hành đợi nó trong 1 phút, 1 đến 2 phút để cho hai phần mềm nó sẽ liên kết với nhau ha. Đây chính là tiến trình nó đang liên qua nè. Rồi, khi xuất hiện cái dòng link export complete này, coi như các bạn đã hoàn thành, các bạn bấm ok. Rồi đây, coi như xong rồi nè. Đó, rồi sau đó các bạn tiến hành mở MATLAB lên. Mở MATLAB lên, mình tiến hành mở MATLAB lên ha. Rồi mình chọn chế độ là Run as Administrator ha. Rồi sau đó các bạn sẽ dẫn cái đường link file mà desktop lúc nãy á, mình sẽ dẫn nó qua ha, bằng cách nè, bấm vào Raw, Raw folder ha. Rồi mình vào desktop và mình kiếm điều khiển cánh tay robot, rồi mình chọn select folder. Đó, rồi đây chính là cái con robot này nè. Đó, điều khiển cánh tay robot nè, các bạn thấy nè, những cái link này nè. Đó, cái đuôi SSTL ha. Đó, rồi ở đây. Sau đó các bạn sẽ ô comment window này nè. Các bạn sẽ nhập lệnh make import ha. Make tiếp gạch nè, import. Rồi enter. Rồi đợi xíu ha. Rồi, khi nó xuất hiện nè, cái chỗ là XML file là các bạn phải tìm đúng cái file XML của con robot mình mới làm á, bằng cách bấm vào Browse, Browse dấu ba chấm này nè ha. Rồi, đây, cái chỗ á mà cái con robot của mình đặt là robot well á, là chỗ điều khiển tay robot lúc nãy mình lưu vào á, cái chỗ các bạn mới lưu vào trên desktop, rồi file mới trên desktop, rồi các bạn export nó ra thì chính chỗ này ha. Bấm vô rồi bấm open. Đó, rồi xong các bạn nhấn apply. Rồi bấm ok. Rồi, nó đang link qua cái phần là MATLAB Simulink. Nó đang tiến hành là build cái model lại. Rồi mình sẽ mở to cái Simulink, mình sẽ mở to cái Simulink này mình mới tạo ha. Thì đây chính là cái sơ đồ khối của con robot của mình đây nè. Đó, cái chỗ nào có ký hiệu mà quay á, đó chính là một khớp xây của mình nè. Đó, Revolution mấy cũng được ha, mình không có quan tâm Revolution mấy, Revolution 1, 2 gì đó, mình không có quan tâm ha. Miễn sao đầy hiện đầy đủ 4 khớp quay là được. Đó, như thế này nè. Rồi, sau đó các bạn sẽ tiến hành kiểm tra lại coi nó có đã link đầy đủ qua hết chưa, bằng cách các bạn bấm nút Run, nút chạy á, nút Run nè, bấm thử. Đó, rồi nó bị như thế này đây.
như vậy là đầy đủ rồi nè. Như vậy là đầy đủ ha, không có cái không có chi tiết nào, không có chi tiết bị mất ha, đầy đủ hết rồi. Rồi như vậy á, mình đã link thành công qua MATLAB và mình đã dẫn qua được cái bộ điều khiển Simulink. Giờ mình tắt này đi ha. Video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thiền thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.